Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Đấu Phá Thương Khung phần 6 tập 279. Ở cuối tập trước, sau khi người này thân ở một mảnh hắc ám nơi, ở hắn phía dưới có một tòa thật lớn tế đàn, vô số thiết khóa từ trong bóng tối kéo dài mà đến. Liên tiếp ở này tế đàn phía trên, hắn ngồi xếp bằng trong đó, tựa hồ cũng bị phong ấn tại đây. Hắn bàn tay vung lên, đó là có một sợi hơi thở hiện lên, đây là Tiêu Viêm hơi thở. Đãi ta đi ra nơi này, cái thứ nhất giết chính là ngươi. Ngồi xếp bằng tại đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, như vậy tế đàn hướng tới phía trên vẫn luôn kéo dài. Số lượng hàng trăm hàng ngàn, tế đàn có lớn có bé, nay thượng thân ảnh cũng là có thú có người. Tế đàn bên trong thân ảnh há to miệng tựa ở gào giống, nhưng giống như thanh âm bị cắn nuốt giống nhau, nơi này như cũ an tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Đấu thần liên minh, Tiêu Viêm đã biến mất mấy trăm năm lâu, Cơ Đêm lâm vào thật sâu tự trách chung. Tào Khẩu cũng là biến mất, không khó đoán ra, Tiêu Viêm lần này tiến vào thần phạt nơi chính là Kim Vô Dạ kế hoạch, mặt khác điện hạ vẫn chưa được đến tin tức này. Mà tiến vào thần phạt nơi thí luyện là đích xác tồn tại, mà khi Tiêu Viêm tiến vào thần phạt nơi sau, Cơ Đêm mới ở Bạch Lăng cùng Hàn Tham nơi đó biết được, thần phạt nơi thí luyện đều không phải là cố định. Hơn nữa sẽ trước tiên triệu tập, ít nhất sẽ cho 10 năm thời gian đi chuẩn bị, đến nỗi thí luyện tin tức căn bản không tồn tại. Thần phạt nơi cực kỳ hung hiểm, ta chờ đều tiến vào quá, biết được trong đó đại khái, cằn cỗi nơi lại có hung hãn dị thường trọng phạm. Bọn họ vì tài nguyên có thể làm ra bất luận cái gì sự tình, tôn nghiêm cùng sinh mệnh ở nơi đó có vẻ bất kham một kích. Lần này chủ nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hơn nữa nếu thật là Kim Vô Dạ nhúng tay, mặc dù bất tử, cũng quả quyết khó có thể từ trong đó đi ra. Bạch Lăng, Cơ Đêm, Hàn Tham cùng với Trung Bá, 4 người ngồi vây quanh ở bên nhau, đều là sắc mặt ngưng trọng. Như vậy hội nghị đã không biết bao nhiêu lần, sôi nổi báo cáo chư vị đoạt được tin tức, mấy trăm năm không hề tiến triển. Thậm chí liền Tiêu Viêm hay không còn sống đều không thể xác định, Bỉ Ngạn Hoa thân phận tựa hồ lần thứ hai ảm đạm đi xuống. Đến nỗi mặt khác còn giấu ở Đấu Thần Liên Minh Bỉ Ngạn Hoa, bọn họ lại là cười lạnh, đều là cho rằng bọn họ phía trước không có làm ra động tác là đúng. Hiện giờ xem ra, Tiêu Viêm đã bị Kim Vô Dạ vây chết ở thần phạt nơi, quả quyết đã không có khả năng trở về. Tiến vào thần phạt nơi không có cho phép, liền vô pháp một lần nữa trở lại này thần hy thế giới. Bạch Lăng còn lại là biểu hiện nhẹ nhàng một ít, mấy trăm năm thời gian nếu là đi chờ đợi đích xác thực dài lâu. Nhưng đối với tu luyện tới nói, vậy chỉ là một cái nhắm mắt, thậm chí có thể gọi là chốc lát. Theo ta được biết, đảo có một người cùng chủ nhân là đồng dạng gặp gỡ. Bạch Lăng buông trong tay chén trà, này trà vẫn là Tiêu Viêm lưu lại tuyệt tuyết trà, loại này hương thuần quả thực là vô giá vô thị, trà trung tuyệt phẩm. Ngươi nói, cái kia trong truyền thuyết người thừa kế, La Thiên. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu một vài, rốt cuộc La Thiên từng ở Đấu Thần Liên Minh trung nhắc lên vô pháp che giấu gợn sóng, nhất chiều đó là đánh bại Đấu Thần Liên Minh đại điện hạ, Kim Thiên Long. Mọi người đều là lãnh tê một tiếng, nhớ lại này nói bá đạo thân ảnh, hoàn toàn là bọn họ vô pháp tưởng tượng cường đại. Kim Thiên Long cũng là nhất chiêu trực tiếp bị đánh bế quan trăm năm lâu, nếu không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ nhất chiêu trực tiếp cấp trục chết. Đúng vậy, hắn từng cũng một mình tiến vào quá thần phạt nơi, cũng là bằng vào bản thân chi lực từ trong đó đi ra. Hàn Tham gật gật đầu. Hơn nữa là ở đánh bại Kim Thiên Long phía trước, nói cách khác, hắn sở dĩ như thế cường đại, cũng là từ thần phạt nơi đi ra sau, hay là thần phạt nơi còn có vô pháp tưởng tượng cường đại tạo hóa. Mọi người nghe vậy suy tư một chút lại là lần lượt lắc đầu, đều là điện hạ, cho nên đều là tiến vào quá thần phạt nơi tiến hành thí luyện. Nhưng nói là thí luyện, cùng với không bằng nói là hoàn thành Đấu Thần Liên Minh sở an bài chỉ định nhiệm vụ. Đi trước nào đó tinh cầu đánh chết cái nào trọng phạm, hoặc là đi đâu cái trọng phạm trên người thu hoạch cái gì, mọi việc như thế. Bất quá ở trong đó dừng lại quá, cho nên mọi người đều minh bạch, nơi đó tài nguyên khan hiếm tới rồi cực hạn, nơi nào còn có cái gì tạo hóa đáng nói. Trong đó 5 sao đấu thần không ở số ít, nhưng thực tế thượng đại bộ phận có được nguyên khí đã không đủ tự thân sở có được sao trời hải 1/5, thậm chí có càng thấp. Có thể duy trì nguyên khí kỳ thật chỉ là Đấu Thần Liên Minh mỗi trăm năm một lần cung cấp, mà như vậy cung cấp lại có thể nào cũng đủ nhiều người như vậy tiêu hao. Nên có tạo hóa đã sớm bị đào sạch sẽ, cho nên nào có tạo hóa một lời, mọi người đối này đều là nghi ngờ. La Thiên có thể đi ra chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì là Kim Vô Dạ đồ nhi, thần phạt nơi có vô cùng cường đại trận pháp. Như vậy trận pháp tuyệt phi là cá nhân lực lượng có khả năng đủ đột phá, mà cái này quyền lực lại là nắm giữ ở Đấu Thần Liên Minh trong tay, mà nói trắng ra là một chút. Toàn bộ Đấu Thần Liên Minh bản thân liền họ Kim. Bạch Lăng còn lại là nói thẳng ra hắn sở cho rằng chân tướng. Mà La Thiên sở dĩ cường đại, đó là bởi vì hắn bản thân là người thừa kế, thả Đấu Thần Liên Minh vô số tài nguyên thêm thân, tương đương với hắn bản thân chính là một cái thật lớn tạo hóa, hắn như thế nào có thể không cường. Bạch Lăng một lời mọi người đều là lâm vào trầm mặc, sôi nổi gật đầu, Bạch Lăng cách nói đích xác có lý. Trùng hợp Tiêu Viêm cùng La Thiên vừa lúc tương phản, Tiêu Viêm vẫn luôn cùng Kim Vô Dạ phản tới, tình huống tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu thật là như thế, chỉ sợ chủ nhân hơn phân nửa thật sự vô pháp đã trở lại, Tào Khẩu phó minh chủ đó là tốt nhất chứng minh. chủ nhân tiến vào thần phạt nơi sau, chỉ có Tào Khẩu có lẽ sẽ đứng ra hỗ trợ, đã có thể liền hắn. Ai? Rốt cuộc này đấu thần liên minh họ Kim, nó không họ Tào. Mọi người đều là tiếc hận thở dài một tiếng, cùng lúc đó, vẫn luôn trầm mặc Trung Bá lại là chậm rãi mở miệng. Này phó minh chủ, cũng có một vị Bỉ Ngạn Hoa không phải sao? Trung Bá nhìn về phía mọi người, thời gian xa xăm, những cái đó ẩn nấp thân phận đã khó có thể điều tra. Hàn Tham còn lại là cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói, là lại như thế nào, thời gian sẽ thay đổi nhân tâm, huống chi ký ức thiếu hụt. Ai đều không nhớ rõ phát sinh quá cái gì, Liên Tĩnh nhớ tới, so với tánh mạng, Liên Tĩnh vi phạm lời thề thì tính sao? Mọi người đều là cười lạnh hai tiếng, bọn họ biết được ký ức tuy rằng thiếu hụt, nhưng trong lòng như cũ có một thanh âm nói cho bọn họ. Nhưng hiển nhiên chỉ có bọn họ lựa chọn nghe theo nội tâm, mà còn lại người còn lại là lựa chọn an nhàn, lựa chọn chính mình an khang. Đại gia cũng đừng quá bi quan, đừng quên, chúng ta chủ nhân cũng là một vị người thừa kế, thả ở phía trước càng là đánh bại mấy vị người thừa kế. Hắn cũng không có đơn giản như vậy liền sẽ bị nhốt chết, mấy trăm năm thời gian vô pháp chứng minh cái gì. Bạch Lăng chợt cũng là lần thứ hai nói, mọi người đều là khẽ gật đầu. Chúng ta yêu cầu làm chút cái gì sao? Mọi người hỏi. Uống trà. Bạch Lăng hơi hơi mỉm cười, pha trà ngon thủy cấp mọi người mãn thượng. Còn có đâu? Chờ đợi kỳ tích. Mọi người hơi trầm mặc sau, đều là gật gật đầu, cùng kêu lên nói, nhất định sẽ có. Đấu thần liên minh tầng cao nhất, ở chỗ này nào đó đại điện giữa, Kim Vô Dạ ngồi xếp bằng ở trong đó, trước mặt có hai gã nữ tử, đều là dáng người thướt tha, vì hắn pha trà đoan thủy. Kim Vô Dạ còn lại là như đấu thần liên minh khống chế giả giống nhau, xử lý đấu thần liên minh bên trong quan trọng sự vụ. Tuy rằng mệt táo, bất quá Kim Vô Dạ trên mặt cũng không có lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Tôn thượng trái tim có rơi xuống sao? Kim Vô Dạ chậm rãi mở miệng, hai gã nữ tử tuy rằng vì này pha trà, nhưng thực lực hiển nhiên cũng là không tầm thường. Chỉ có thể mơ hồ đến minh giới, nhưng minh giới quá mức khổng lồ, nếu là ở trung tâm phong đồ, chỉ sợ cũng tính minh chủ ra tay cũng khó có thể lấy chi. Phía bên phải khoanh chân nữ tử ôn nhu nói, người mặc nhã bạch lụa mỏng, nhĩ gian có hai viên xanh biếc lưu ly, mặt mày bên trong càng có tinh quang lập lòe, khí chất tràn ngập mị lực. Kim Vô Dạ giữa mày hơi nhíu, này người mặc một thân khí phách long bào, đảo đích xác có một bộ đế vương chi tư. Đối này trả lời tựa hồ cũng không có tức giận, bởi vì đây là hắn đoán trước bên trong sự tình. Cha một cha, Tiêu Phong mệnh bài còn ở. Kim Vô Dạ lần thứ hai mở miệng hỏi, nữ tử giơ tay, lập tức xuất hiện hư ảnh, ở kia hư ảnh bên trong xuất hiện Tiêu Viêm mệnh bài, mà giờ phút này lại là nở rộ cường đại quang mang. Gì? Phía trước xem thời điểm đã ảm đạm, hiện giờ như thế nào bộc phát ra như vậy cường hãn sinh mệnh lực? Nữ tử thấy thế cũng là cái miệng nhỏ trương đại, kinh dị nói. Tiêu Phong này đi có bao nhiêu thời gian? Kim Vô Dạ ánh mắt âm trầm xuống dưới, tựa hồ so với vô pháp được đến tôn thượng trái tim, đối với Tiêu Viêm hắn càng thêm để bụng. Ước chừng 300 năm. 300 năm, đích xác còn bất chí chết, bất quá nếu vô Tào Khẩu che chở, hắn chỉ sợ chỉ có thể vây chết ở kia thần phạt nơi, chỉ là đáng tiếc. Hắn thiên phú tuy nói không kịp La Thiên, nhưng tâm tính thượng lại so với La Thiên càng bá đạo, nếu hắn nguyện ý quy thuận với ta, có lẽ liền sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Kim Vô Dạ lẩm bẩm nói, đối với Tiêu Viêm tới nói, hắn hận, bất quá hắn chỉ là hận Tiêu Viêm không chịu quy thuận với hắn. Hắn không hy vọng đi ra sao? Nữ tử tò mò hỏi. Kim Vô Dạ chợt lắc lắc đầu. La Thiên nếu không phải là ta, hắn cũng không có khả năng đi được ra tới, trừ phi được đến cho phép, nếu không đại trận sẽ không mặc kệ gì một cái sinh linh từ thần phạt nơi ra tới. Nơi đó là lồng giam, bọn họ đều là phạm nhân, đại trận chính là gông xiềng, bực này đại trận há là ngươi chờ con kiến nhưng phá. Kim Vô Dạ chậm rãi nói, nữ tử nghe vậy sau cũng là nhẹ điểm chán ve. Bất quá Kim Vô Dạ tâm trung suy tư dựa đại trận tục mệnh La Thiên, hiện giờ xem ra, đấu thần liên minh người thừa kế chung, tựa hồ chỉ có Tiêu Viêm càng cụ thiên phú. Thả chiến thắng qua mấy cái người thừa kế, trên người cũng có vài cái truyền thừa, tựa hồ cũng không có bài dị hiện tượng, càng thêm suy tư, Kim Vô Dạ đối Tiêu Viêm cũng là càng thêm tò mò. Nếu là hắn có thể căng quá ngàn năm như cũ còn tồn tại, ta liền suy xét dẫn hắn ra tới. Bất quá tiền đề cũng là hắn cam nguyện trở thành ta dưới trướng, nếu không liền vây chết hắn ở kia âm u nơi đi. Kim Vô Dạ nhấp một hớp nước trà, hắn tự biết La Thiên hy vọng xa vời, nếu là như thế, hắn cũng cần thiết đi điểm đệ nhị tràn đèn. Xem ra thượng thần cũng thực coi trọng hắn. Nữ tử tiếp theo Kim Vô Dạ nói tiếp tục trò chuyện. Thiên tư cùng khí vận giống nhau quan trọng, người này đều là chiếm hữu hai người, chỉ tiếc không hiểu thức thời giả đạo lý này. Ta cũng khó hiểu hắn vì sao sẽ như thế khúc mắc ta, ta có thể cho hắn tài nguyên tuyệt đối ở Tào Khẩu phía trên, người này thân phận cũng không dị thường, hay là trong đó có cái gì kỳ quặc. Sai người tiếp tục tra rõ thân phận của hắn, nguyên bản là một cái tư chất bình thường hạng người. Thế nhưng sẽ đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, trong đó tất có ẩn tình, nhất định phải tra ra cái này ẩn tình. Là, Vô Dạ thượng thần. Nữ tử lập tức đó là phân phó đi xuống, phía trước chỉ có Tào Khẩu cùng Kim Vô Dạ có mặt đối lập. Hiện giờ Tào Khẩu bị phạt, Kim Vô Dạ có thể nói tại đây đấu thần liên minh chung đó là một tay che trời. Tiêu Viêm chân thật thân phận theo lý mà nói không có khả năng bị tra ra, bất quá chỉ sợ vạn nhất, ít nhất nếu Tiêu Viêm thật sự từ thần phạt nơi ra tới, cũng cần thiết mau rời khỏi này đấu thần liên minh. Kim Vô Dạ không biết sự, không đại biểu đấu thần liên minh minh chủ không biết. Thứ năm trọng thiên, một chỗ vui vẻ thoải mái thế ngoại đào nguyên, đấu thần liên minh bên trong có thể sáng lập vô số loại nhỏ không gian, không phải rất lớn, nhưng lại rất đặc biệt. Vân Chi, đối với Hoa Thần Kiếm ngươi hiểu ra nhiều ít? Một tòa áo xanh, một đạo xỏ xuyên qua vuông góc thác nước dưới, Mai Linh khoanh tay mà đứng, tuấn mỹ bộ dáng nhìn nơi xa múa kiếm nữ tử. Tinh xảo ngũ quan không nhiễm một hạt bụi, dáng người thướt tha ra lệnh người nhịn không được muốn ôm này eo liễu. Kiếm thứ kiếm chọn, mỗi nhất kiếm đều kiếm khí hơn người. Định thân, thu kiếm, liền mạch lưu loát, dáng người tuyệt đẹp. Tam thành không đến, thân ảnh hơi hơi sườn mặt, góc độ này quả thực vô địch, mỹ nhiều đếm không xuể, lệ nhân tâm thần nhộn nhạo. Lấy kiếm vì tu luyện trung tâm, kỳ thật không nhiều lắm, đại thành giả cơ hồ không có, kể từ đó thành tiên dễ dàng. Thành thần lại là thực sự khó khăn, ít nhất so tầm thường đấu thần khó khăn gấp trăm lần. Mai Linh nhẹ giọng mở miệng, Vân Vận chậm rãi xoay người, đối với Mai Linh hơi hơi chắp tay. Nhưng nếu luyện thành, Hoa Thần Kiếm hạ, ta nhưng vô địch. Vân Vận theo xoay người, mắt đẹp hướng về phía trước nâng lên, kia đôi mắt bên trong nhu hòa chi sắc thu liễm, thay thế chính là một cổ sắc bén kiếm ý. Ngươi biết được, ta nói không phải kiếm, kiếm chính là tuyệt tình chi vật, ngươi tình tố chưa đoạn, như vậy luyện đi xuống, vô luận bao lâu ngươi đều luyện không thành. Mai Linh nói, Vân Vận nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi chấn động, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, bất quá chỉ này một đốn, ngay sau đó nàng sắc mặt đó là lãnh lệ lên. Ta trong mộng hắn bộ dáng đều đã không còn rõ ràng. Ta tưởng lại quá ngàn năm ta là có thể hoàn toàn đã quên hắn. Vân Vận trong mắt như cũ có quang mang lập lòe, nàng động tình, nàng không thể tránh miễn. Xem ra ngươi trong lòng hiểu rõ, kia liền luyện nữa ngàn năm đi, ta truyền với ngươi 100 vạn bộ kiếm pháp, cẩn thận hiểu ra. Mỗi một bộ kiếm pháp dù cho có tất cả biến hóa, nhớ kỹ, chúng nó đều chỉ có nhất kiếm, như thế nào hiểu ra này nhất kiếm, ngươi liền hiểu ra trong đó chân ý. Mai Linh bất đắc dĩ, nhìn ra được trước mặt Vân Vận, nàng không nghĩ buông, nàng thậm chí không nghĩ quên, chỉ có thể dựa vào thời gian đi mà diệt. Nhưng Mai Linh minh bạch, như vậy phương thức, cơ hồ đến chết đều sẽ khắc vào linh hồn của nàng chung, trừ phi trực tiếp lấy rớt này ký ức, không giả thời gian là không có khả năng đi mà diệt. Bất quá Mai Linh cũng không có đi nói, bởi vì đối với một người tới nói, nếu quan trọng nhất đều mất đi, tồn tại cùng một khối thể xác có nhưng sai biệt. Mai Linh đang đợi, có lẽ có một ngày Vân Vận có thể nghĩ thông suốt, giơ lên nàng kiếm, nàng có thể chặt đứt hết thảy, chặt đứt nàng mộng, chỉ có như vậy, liền có thể nhất kiếm thành thần. Minh bạch sư tôn như cũ không chịu nói cho ta là ai đã cứu ta sao? Vân Vận nhìn Mai Linh, nàng do hỏi qua vô số lần, nhưng Mai Linh như cũ ánh mắt kiên định, nhưng lại trước sau bảo trì trầm mặc, không có đi trả lời nàng yêu cầu vấn đề. Sở hữu vấn đề thời gian sẽ nói cho ngươi. Trầm mặc một chút, Mai Linh mới là chậm rãi mở miệng, Vân Vận hơi hơi cứng lại lúc sau, cũng là chắp tay ôm quyền. Đối với Vân Vận tới nói, ở trên người nàng phát sinh hết thảy tựa hồ đều quá mức huyền diệu cùng không thể tưởng tượng, lần này lữ đồ cũng làm Vân Vận không biết nên đi con đường nào. Hoa vực hết thảy trải qua, đạt được hoa thần thân phận, mà cái này thân phận lại làm Vân Vận cảm giác được trầm trọng. Vốn tưởng rằng sẽ không ở cùng hắn có bất luận cái gì liên quan, nhưng ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, như cũ vẫn là hắn. Vân Vận trong lòng kỳ thật rõ ràng, nhưng cảm giác quá mức hư vô do đó làm Vân Vận không có nửa điểm cảm giác an toàn, bởi vậy Vân Vận mới muốn đi Mai Linh nơi đó xác nhận. Nhưng Mai Linh vẫn luôn cự tuyệt trả lời, trước sau chỉ dạy nàng tu luyện, chỉ ở tu luyện phía trên truyền thụ giải thích nghi hoặc, còn lại một mực không nói chuyện. Nhưng Vân Vận không thể từ bỏ, nàng nắm lấy trong tay Hoa Thần Kiếm, thanh kiếm này là nàng hiện giờ sở hữu lực lượng nơi phát ra. Cũng đúng là bởi vì thanh kiếm này, vô luận như thế nào đều phải cắn răng kiên trì tu luyện đi xuống. Là ai cứu ngươi kỳ thật đã không quan trọng, nếu ngươi thân phụ sứ mệnh, ngươi nên nỗ lực tu luyện, bắt ngươi kiếm đi cứu ngươi nên cứu người. Mai Linh nhìn mắt lộ ra cân nhắc Vân Vận, lần thứ hai mở miệng nói xong lúc sau đó là không có ở lâu, bước ra rời đi. Rời đi lúc sau, Vân Vận đứng lặng ở thác nước hạ không biết bao lâu, trắng nõn tay ngọc nắm trường kiếm, lần thứ hai nâng lên, nhất kiếm hướng tới thác nước đâm ra. Thác nước toàn bộ mặt nước nổ mạnh mở ra, kích khởi đầy trời bọt nước, cũng như một hồi tầm tã mưa to, Vân Vận không có tránh né, tùy ý bọt nước chụp đánh ở trên người. Cùng lúc đó, nàng lần thứ hai giơ tay khởi kiếm, hiện giờ nàng chỉ có thể luyện kiếm, ở đấu thần liên minh tới nói, nếu không phải Hoa Thần Kiếm, thậm chí không có tư cách tồn tại tại đây. Thời gian trước nay đều không phải giải dược. Vân Vận ánh mắt lộ ra kiên nghị, nàng minh bạch, muốn đi ra đi nói dễ hơn làm. 20 năm thời gian, chỉ là trong chớp mắt, ở thần ẩn nơi chung, Linh Tù còn ở điên cuồng phá giải phong ấn, Tiêu Viêm trên người còn lại là bùng nổ nồng đậm nguyên khí. Tại đây 20 năm thời gian, Tiêu Viêm 15 vạn sao trời hải đã khuếch trương tới rồi 18 vạn, như vậy ngưng tụ tốc độ đã phi thường làm cho người ta sợ hãi, nhưng muốn đạt tới 4 sao đấu thần ít nhất yêu cầu 25 vạn sao trời hải. Nói cách khác, khoảng cách Tiêu Viêm đột phá đến 4 sao đấu thần còn kém gần 7 vạn sao trời. Này 5 vạn sao trời nói có khó không, nhưng nói không thể chối từ yêu cầu hao phí càng nhiều thời giờ mới nhưng hoàn thành. Theo sao trời ngưng tụ, tốc độ chỉ biết càng ngày càng chậm, bất quá nơi này lại là Tiêu Viêm đột phá tốt nhất cơ hội, bởi vậy Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện, cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Nha nha nha, cho ta phá. Quá đơn giản, này đó phong ấn cấm chế tất cả đều là 1+1, chẳng lẽ liền không có phức tạp điểm sao? Linh Tù điên cuồng cười to, Tiêu Viêm tức giận, Tiêu Viêm nói cho nó phá giải phương pháp, cũng nguyên nhân chính là vì có phá giải phương pháp, cho nên bản thân mới không có gì khó khăn. Ha ha, cuối cùng 100 nói. Cuối cùng 10 đạo. Cho ta phá. 9999 nói phong ấn cấm chế, rốt cuộc ở Linh Tù điên cuồng phá giải hạ, toàn bộ cởi bỏ, ở cởi bỏ kia một chốc kia. Tiêu Viêm đó là cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Tại đây một cái chớp mắt, Tiêu Viêm mới vừa rồi chân chính cảm giác được nguyên thần phân thân cường đại chỗ. Thổi quét 124 chi lực lượng, phảng phất một cái giơ tay nhấc chân gian, liền có thể hủy diệt sao trời. Nguyên thần phân thân thượng kim sắc ấn ký cực nhanh lập lòe, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, nay khổng lồ phôi thai đó là tức giảm bớt, cuối cùng đó là hóa thành một đạo kiện thạc thân ảnh. Trên người cơ bắp đường cong hoàn mỹ không thể bắt bẻ, Tiêu Viêm gặp qua vô số cường đại, nhưng khối này, Tiêu Viêm mới vừa rồi chân chính cảm giác được đến, cái gì kêu thiên phú. Đó là sinh ra đã có sẵn đồ vật, hậu thiên tu luyện có lẽ có thể đạt tới như vậy trình tự. Như này trời sinh cường giả, chỉ cần hơi thêm tu luyện, đó là có thể đạt tới không người có thể với tới trình tự. Hảo cường, Tiêu Viêm cẩn thận cảm giác này một khối phân thân, này trên người sở phát ra sinh mệnh lực càng là xưa nay chưa từng có cường đại, như vậy sinh linh, có lẽ sinh hạ tới đó là đứng đầu cường giả. Từ kia hồn phách bên trong được đến ký ức, này nguyên thần nhất tộc tuy rằng cường đại, nhưng lại không thể sử dụng nguyên khí, tu luyện còn lại là cắn nuốt căn nguyên chi lực. Nói cách khác, nguyên thần nhất tộc là dựa vào cắn nuốt sao trời căn nguyên chi lực mà trưởng thành, mà tu luyện bản chất còn lại là không ngừng cường hóa thân thể, chân chính làm được nhất lực phá vạn pháp. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nâng lên bàn tay, cảm thụ được cường hãn đến tột đỉnh lực lượng, Tiêu Viêm lộ ra tươi cười, đến nỗi khuôn mặt. Kim sắc con ngươi cùng kim sắc đầu tóc, Tiêu Viêm có thể thay đổi thân hình, nhưng không có biện pháp thay đổi màu tóc cùng đôi mắt ánh mắt. Loại này kim sắc là từ nội ra bên ngoài, bởi vì nguyên thần toàn bộ thân hình chảy xuôi máu đều là kim sắc. Cung bái nguyên thần lão đại, Linh Tù rất xa đó là chụp nổi lên mông ngựa. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm phát hiện, này túi da thế nhưng cũng là bảo vật, đây là đi theo nguyên thần sinh ra sở lưu chi vật, thân hình bất diệt, này túi da là tốt nhất chữa thương nơi. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được túi da sở liên tiếp vô số sinh linh, Tiêu Viêm đáp ứng quá bọn họ, nếu là hắn thành công, đó là làm mọi người thức tỉnh. Đương nhiên, trong đó có lẽ có một bộ phận người đã sớm tin ảo cảnh, bất quá ảo cảnh chung quy là ảo cảnh, luôn có thức tỉnh kia một ngày. Nhưng Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, bởi vì bản tôn còn ở tu luyện, tuy rằng được đến như thế cường đại phân thân, nhưng bản tôn tu luyện lại như cũ không thể rơi xuống. Đãi bản tôn tu luyện xong sau, Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn giải phóng nơi này mọi người. Tiêu Viêm giật thân mình, cốt cách phát ra cạc tiếng động, gương mặt phía trên lộ ra một mặt mỉm cười, Linh Tù thấy thế nào. Nụ cười này thấy thế nào lên có chút quen thuộc đâu. Không đợi Linh Tù nghĩ nhiều, nguyên thần phân thân chậm rãi mở miệng, mắt chó, đi thôi, bồi ta đi một chuyến. Nguyên thần lão đại thiên hạ vô địch, ninh đi đâu ta liền đi đâu. Linh Tù tung tăng trả lời nói. Đi giảo một giảo này thần phạt nơi. Bất quá trước đó, ngươi cũng nên thức tỉnh. Nguyên thần phân thân xuất hiện ở Tiêu Viêm bản tôn bên cạnh, ngón tay một chút, bàng bạc sinh mệnh lực đó là dũng mãnh vào bản tôn trong tay thủy tinh giới tử bên trong. Lôi Cơ thân ảnh hiện lên, nàng thức tỉnh. Thần phạt nơi đỉnh tầng sao trời, nhất lóng lánh hành tinh bỗng nhiên chấn động, cùng lúc đó, một bên 4 liền tinh cũng là như thế, bộc phát ra nhất lóng lánh hồng quang. Ở Tiêu Viêm tiến vào thần ẩn nơi sau, thần phạt nơi đó là đã trầm tĩnh mấy trăm năm, tại đây mấy trăm năm cũng không đủ để cho người quên Tiếu Phong loạn thế, bởi vì mấy trăm năm thời gian, căn bản không tính xa xăm. Hiện giờ thần phạt nơi tái khởi biến cố. Báo, thần ẩn nơi, có người ra tới. Một đạo vang vọng toàn bộ thần phạt nơi đỉnh tầng sao trời thanh âm tức khắc truyền đãng đàn tinh, nhất lóng lánh sao trời phía trên, trong đó mấy đạo thân ảnh đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Đỉnh tầng sao trời phía trên, tức khắc xuất hiện một đạo thật lớn quầng sáng, mà quầng sáng phía trên cảnh tượng, thình lình đó là kia thần ẩn nơi hắc động xuất khẩu. Sở hữu sứ giả, đỉnh tầng sao trời mọi người đều là nhìn về phía này thật lớn quầng sáng, các ánh mắt đều là dùng mình. Chẳng lẽ là mấy trăm năm đi tới nhập này thần ẩn nơi truy nã giả Tiếu Phong? Không đối, có lưỡng đạo thân ảnh, giống như còn có một cái trong mắt. Hình ảnh không ngừng kéo gần, dần dần trở nên rõ ràng, đó là nhìn đến Tiêu Viêm tiêu chí tính một thân áo đen, mặt mày cùng bản tôn cực kỳ giống tựa. Chẳng qua đôi mắt là kim sắc, tóc là kim sắc, cho nên thoạt nhìn cũng không sẽ trực tiếp liên tưởng đến sẽ là Tiêu Viêm bản tôn. Hình ảnh kéo gần thời điểm, hình ảnh bên trong chỉ thấy kia tóc vàng mắt vàng thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, kia ánh mắt tựa hồ xuyên thủng sao trời. gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, thật giống như có thể thông qua hình ảnh thấy được đỉnh tầng sao trời mọi người. Tức khắc gian, đỉnh tầng sao trời một mảnh ồ lên, nhưng mà liền tại đây một cái chớp mắt, hình ảnh đột nhiên im bặt, quầng sáng trực tiếp vặn vẹo băng tán. Thần phạt đại trận lần thứ hai bị phá. Thần phạt đại trận, 9 tầng cái chắn bị phá thứ hai, mất đi tam thành trận pháp chi lực. Trận nguy. Vô pháp tỏa định, vô pháp tỏa định. Long lánh hành tinh phía trên, từng đạo chấn động thanh âm không ngừng truyền ra. 8 lớn hơn thần toàn bộ xuất động, cần phải đem này tìm được, trực tiếp diệt sát. Long lánh hành tinh bên trong, một đạo không thể nghi ngờ thanh âm đó là chấn động truyền ra, lệnh sở hữu sứ giả toàn thân hình run lên. 4 liền tinh bên trong lần thứ hai xuất hiện hơn trăm con thật lớn phi thuyền, 8 thượng đại thần không có bất luận cái gì do dự, lập tức phát ra, thả mỗi một cái thượng thần đều là mang theo mấy ngàn sứ giả, động tĩnh không thể so mấy trăm năm trước kém đến nơi nào. Long lánh hành tinh bên trong, 3 đạo hư ảnh đứng lặng phía trên, đều là sắc mặt ngưng trọng. Nghe đồn thần ẩn nơi bên trong có cường đại sinh mệnh thể tồn tại, này lưỡng đạo thân ảnh một nam một nữ. Người này đều không phải là mấy trăm năm đi tới nhập thần ẩn nơi truy nã giả Tiêu Phong, ở hắn trên người có cực đoan cường đại sinh mệnh lực, làm ta cũng là cảm giác được uy hiếp. Nếu thật là như thế, chỉ sợ ta chờ ra tay cũng chưa chắc có thể địch, việc này vẫn là thông chi minh chủ đi, đã không phải ta chờ có thể trấn áp. Không vội, ta chờ tuy rằng mệnh vì sứ giả, trấn thủ nơi đây, kỳ thật cùng nơi này trọng phạm lại có gì sai biệt, chư vị chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới trở lại thần hy thế giới sao? Trong đó một đạo hư ảnh, người mặc lam bạch trường bào, hoãn thanh nói. Mặt khác lưỡng đạo thân ảnh đều là ngẩn ra, đều là nhìn về phía trung gian này đạo thân ảnh. Ly Đúc, ngươi suy nghĩ cái gì? Trong đó một đạo thân ảnh lập tức thấp giọng gầm lên. Phương Dập, ngươi chẳng lẽ vĩnh sinh đều tưởng vây ở nơi đây sao? Ly Đúc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tên là Phương Dập hư ảnh. Chỉ cần chúng ta thủ đủ 10 vạn năm, liền có thể rời đi nơi đây, đây là minh chủ cho chúng ta hứa hẹn, ngươi hiện tại muốn tạo phản sao? Phương Dập quát lớn nói, Ly Đúc còn lại là lạnh lùng cười. 10 vạn năm, thật là chê cười, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đã sớm qua 10 vạn năm sao? Ly Đúc ánh mắt lãnh lệ, Xâm Hàn trả lời. Không có khả năng, rõ ràng còn có mấy trăm năm, ta nhớ rất rõ ràng. Đúng không? Ngươi lại cẩn thận tính toán, 10 vạn năm đã sớm qua, hơn nữa ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ phóng chúng ta đi ra ngoài? Ly Đúc gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dập tức khắc cứng lại, giữa trán toát ra mồ hôi mỏng. Cẩn thận tính toán một phen sau, hắn liền mới bỗng nhiên phát giác, tựa hồ thật sự đã qua đi 10 vạn năm. Nếu lần này đi ra giả thật là thần ẩn nơi cường đại tồn tại, đêm này âm thầm mời chào, có lẽ sẽ là chúng ta ở vũng bùn chung một tia hy vọng. Ly Đúc rời đi ánh mắt, tiếp tục nói. Một khác phiến, còn có một đạo thân ảnh, sắc mặt trước sau bình tĩnh, giờ phút này cũng chậm rãi mở miệng. Kế tiếp ta chờ nên như thế nào? Ly Đúc lần thứ hai nhìn thoáng qua Phương Dập, mà Phương Dập lúc này đây cũng không có ở phản bác, đó là đã là cam chịu. Làm hắn nháo một hồi, nháo càng lớn càng tốt, lập tức phái người thông chi liên minh, có cường đại tồn tại xuất hiện. Cần thiết thỉnh cầu minh chủ trấn áp, bất quá ở minh chủ tiến đến hết sức, chúng ta cũng muốn ra tay, nhưng đều không phải là diệt sát hắn. Ly Đúc chậm rãi nói. Ngươi ý tứ, trợ hắn đi diệt minh chủ? Một bên thân ảnh hỏi. Ly Đúc khẽ gật đầu, hai người nghe vậy đều là chấn động. Hoang đường. Liên tính người này rất mạnh, nhưng cũng tuyệt phi là minh chủ đối thủ, nếu là làm minh chủ biết được, ta chờ nhất định chết thảm tại đây. Thù Một, ngươi cũng biết này thần ẩn nơi tồn tại là cỡ nào cường đại sao? Ly Đúc nhìn về phía Phương Dập đối diện thân ảnh, tên là Thù Một, đối với Ly Đúc ý tưởng sau cũng là khịt mũi coi thường. Đó là đã từng liền tà tôn cùng tôn thượng đều không thể lay động tồn tại, hắn nếu ra tay, minh chủ chưa chắc là này đối thủ. Hơn nữa hắn có vô như vậy lực lượng, thử một lần liền biết, 8 lớn hơn thần đã đi, ta đánh cuộc bọn họ. Không ai sống sót. Ly Đúc ánh mắt híp lại nhìn Thù Một, Xâm Hàn nói. Thù Một cùng Phương Dập hai người sắc mặt đều là hơi hơi trầm xuống, Thù Một vẫn là lắc đầu. Này pháp vẫn là quá mức thác đại, con chúng ta tương đương phản chiến, một khi người này chiến bại, ta chờ cũng khó thoát vừa chết. Thù Một vẫn là cảm thấy không ổn. Chúng ta chỉ cần sáng tạo hắn cùng minh chủ một trận chiến, xem tình thế mà định, phương nào càng cường, liền giúp phương nào. Ly Đúc tiếp tục nói. Tưởng tượng nhưng thật ra hoàn mỹ, nhưng nếu người này chiến thắng minh chủ sau, lòng mang oán hận, hắn như thế nào sẽ lưu ta chờ tánh mạng? Thù lạnh lùng hừ nói. Ly Đúc chỉ sao trời, sau đó nói, mặc dù hắn chiến thắng minh chủ, nhưng nơi này còn có đại trận, tuy nói có phá trận chi lực, nhưng người ta đều biết được, thiên cấp phong thần trận tiền tam tầng ta chờ đều nhưng phá, xuống chút nữa vậy sẽ đã chịu thiên cấp phong thần trận phong thần chi lực, đấu thần cảnh giới căn bản vô pháp thừa nhận cổ lực lượng này. Liên tính là minh chủ, bực này đại trận hắn cũng gần chỉ là có được khống chế quyền, tại đây 10 vạn năm thời gian, ta ngày đêm nghiên cứu trận này, nếu có bất hủ tương trợ, ta liền có 5 thành nắm chắc đem này đánh bại. Mà người này nếu là muốn rời đi nơi này, nhất định phải phá trận, nhưng trận này nếu không có hiểu ra, Liên Tĩnh bất hủ cũng vô pháp đem này đánh bại, cho nên trận này đó là chúng ta đàm phán lợi thế. Ly Đúc một phen lý do thoái thác, Thù Một cùng Phương Dập nghe vậy sau đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía Ly Đúc. Tựa hồ không ngờ tới ở này đó 5 tháng bên trong, Ly Đúc thế nhưng âm thầm chuẩn bị một ít bọn họ đều không hiểu được sự tình. Ngươi sớm có dự mưu, Thu Vừa hỏi nói. Ly Đúc cười nhún vai. Cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, ta chỉ là làm tốt chuẩn bị, hiện giờ thời cơ tới rồi, chúng ta đây nhất định phải bắt lấy, ta nhưng không nghĩ cả đời đương một cái trong cửa cẩu. Ly Đúc ánh mắt âm lãnh trả lời. Này cũng chỉ là ngươi suy đoán, nếu là người này bị 8 lớn hơn thần trực tiếp cấp diệt sát, đến lúc đó đó là không vui mừng một hồi. Thu Vừa nói xong, đó là thân hình chật lóe, hư ảnh biến mất. Phương Dập cũng là không có nhiều lời, cũng là biến mất không thấy, chỉ còn Ly Đúc một người, ánh mắt híp lại lâm vào suy tư. Thần ẩn nơi, Tiêu Viêm làm linh tù lần thứ 2 phá khai rồi trận pháp, cùng lúc đó, bị mang ra thần ẩn nơi Lôi Cơ ở một bên mắt đẹp bên trong che kín hoảng sợ. Bên cạnh này đạo thân ảnh lệnh nàng cảm giác được sợ hãi cùng xa lạ, chỉ phải run run rẩy rẩy đứng lặng ở một bên. Bốn phía thế nhưng có hơi thở. Tiêu Viêm nhẹ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía sao trời, quanh mình có không ít phi hành tốc độ cực chậm thiên thạch. Ở những cái đó thiên thạch phía trên thình lình đó là ngồi xếp bằng ở trong đó, trước sau chưa từng rời xa thần ẩn nơi. Hay là bọn họ còn đang đợi ta? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, khoảng cách đuổi giết đem hắn đẩy vào này thần ẩn nơi đã qua đi mấy trăm năm lâu. Mấy trăm năm thần phạt nơi đã trải qua cái gì Tiêu Viêm cũng không biết, hiển nhiên này mấy trăm năm gian như thế thật lớn dụ hoặc còn không có như vậy mà biến mất. Đường Tiêu Viêm từ thần ẩn nơi ra tới một cái chớp mắt, đó là có không ít đóng tại nơi đây chờ đợi Tiêu Viêm người nhanh chóng chạy tới nơi này. Gì? Ra tới người thế nhưng không phải Tiêu Phong. Không đến một nén nhang thời gian, vừa mới trống rỗng thần ẩn nơi, giờ phút này lại là có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía. Tại đây mấy trăm năm, tiến vào thần ẩn nơi giả không ở số ít, nhưng không có một người từ trong đó đi ra. Hiện giờ này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tự nhiên đó là khiến cho sở hữu ở chỗ này chờ đợi Tiêu Phong người toàn bộ hiện thân. Vị đại nhân này, không biết ngài ở thần ẩn nơi có không nhìn thấy tên là Tiêu Phong người. Lúc này, đó là có người tiến lên, đối với tóc vàng mắt vàng Tiêu Viêm chắp tay nhất bái, cung kính dò hỏi. Các ngươi tìm hắn làm chi? Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra cũng không có trực tiếp thừa nhận hắn đó là Tiêu Phong. Chẳng qua hiện giờ là nguyên thần phân thân, tỏa định bản tôn hơi thở tự nhiên vô pháp tỏa định ở phân thân phía trên. Người nọ đáng giận đến cực điểm, họa loạn ta thần phạt nơi, càng là thả ra nhiều trọng phạm, hại ta Tây Bắc sao trời nhiều thế lực bị sao diệt, chúng ta tại đây đó là chuẩn bị giết chết kia ác đồ. Trong đó một người đó là tiến lên đây, mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, một quyển chính khí nói. Tiêu Viêm nghe vậy khịt mũi cười, nguyên thần phân thân khí thế đó là trình nghiền áp chi thế. Tóc vàng mắt vàng càng là làm Tiêu Viêm trên người tản mát ra một cổ hạo nhiên chính khí, cho nên ít nhất cho người ta liếc mắt một cái nhìn qua, liền có một loại chính phái cảm giác. Ác đồ, theo ta được biết, nay thần phạt nơi đều là bị đấu thần liên minh giam giữ đến tận đây, đâu ra luận tội với ai. Tiêu Viêm dương mắt, kia một đôi mắt vàng đó là hướng tới nói chuyện người nọ nhìn lại, chẳng qua Tiêu Viêm thu liễm hơi thở, vẫn chưa nghiền áp hắn, mà là tản mát ra một cái thường thường hơi thở. Lúc này, một khác đạo thân ảnh xuất hiện, người này hơi thở cường đại không ít, thực lực lại là đạt tới lục tinh đấu thần sơ kỳ. Tại đây thần phạt nơi, chỉ cần thực lực đến lục tinh đấu thần giả, đều là thuộc về cường giả một liệt. Nói chuyện càng cụ phân lượng. Các hạ, ngươi chỉ cần trả lời Tiêu Phong nhưng ở trong đó, hoặc đã bị các hạ chém giết. Người này tiến lên, nhưng thật ra rất có cường giả phong phạm, khoanh tay mà đứng, ánh mắt bình đạm nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lặng lặng đứng lặng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đó là phát ra cười khẽ tiếng động, đông đảo thân ảnh thấy thế đều là mày nhăn lại, không biết Tiêu Viêm ý muốn như thế nào. Ta nếu không muốn trả lời đâu. Tiêu Viêm bình đạm mở miệng, thả mang theo châm chọc chi ý, mọi người đều là sắc mặt trầm xuống. Mà do hỏi Tiêu Viêm người nọ lại là sắc mặt càng thêm khó coi, lời nói thương tổn tuy rằng không lớn, nhưng vũ nhục tính lại là cực cường. Ha ha, thú vị, chư vị rõ ràng đều là ham treo giải thưởng mà đến, lại ở người khác trên đầu khấu thượng một ít tội nhân danh hiệu. Ngươi chờ đều là tội nhân, lẫn nhau như tằm ăn lên làm người chó săn, thật là thấp kém nhân tính. Tiêu Viêm cười nói, kia trong mắt trước sau bình tĩnh, một bên Lôi Cơ còn lại là một cử động nhỏ cũng không dám, những người này có lẽ không cảm giác được Tiêu Viêm cường đại, nhưng Lôi Cơ bất đồng. Nàng là bất hủ, mặc dù không có bất hủ chi lực, nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được đến bên cạnh vị này tản ra cực đoan khủng bố sinh mệnh lực, lệnh nàng lông tơ đứng thẳng. Ngươi không muốn trả lời liền từ bỏ, chỉ là không biết ta chờ nơi nào đem ngươi đắc tội, đang ở nơi đây đều là bất đắc dĩ, kia đấu thần liên minh một tay che trời. Hắn nói có tội chúng ta liền có tội, ta chờ không cam lòng lại có gì sai đâu, ta chờ muốn rời đi nơi đây lại có gì sai đâu. Tên này lục tinh đấu thần vẫn chưa trực tiếp mạo phạm Tiêu Viêm, hắn biết được, Tiêu Viêm là từ thần ẩn nơi đi ra đệ nhất nhân. Chỉ bằng vào hơi thở đi kết luận tự nhiên là ngu dốt cử chỉ. Tiêu Viêm nghe vậy hơi hơi cứng lại, ánh mắt trầm ngưng một chút, mọi người đều không phải là nhân tham niệm mà đuổi giết với hắn. Kỳ thật chân chính nguyên nhân liền chỉ là tưởng giữ được tự thân tánh mạng, tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể như thế hành sự, những người này cũng là bất đắc dĩ. Xét đến cùng sai đều không phải là bọn họ sở làm hết thảy chẳng qua là vì có thể tồn tại. Thần phạt nơi sở hữu sinh linh, vốn là thân ở khe rãnh vũng bùn bên trong, tại đây loại thời điểm, tồn tại đã phủ qua dục vọng, bởi vậy này hết thảy vẫn là muốn xem hướng sau lưng chân chính ngọn nguồn. Ngươi là phạm vào tội gì mới bị đưa vào nơi đây? Tiêu Viêm bình tĩnh dò hỏi. Lục Tinh Đấu Thần nhìn Tiêu Viêm nghiêm túc ánh mắt, cũng là hơi hơi cứng lại, dừng một chút đó là chậm rãi mở miệng. Ta vốn cũng là Đấu Thần Liên Minh một người đại tướng, từ tôn thượng ngã xuống lúc sau, Đấu Thần Liên Minh đó là đại biến thiên. Sở hữu đã từng trưởng quản Đấu Thần Liên Minh giả, đều là bị ám toán, liên tiếp đưa vào nơi đây, vĩnh viễn vây ở nơi đây. Tiêu Viêm nghe vậy tức khắc mày nhăn lại, thế nhưng còn có loại sự tình này, nói cách khác, bị giam giữ đến thần phạt nơi giả. Bọn họ có lẽ chỉ phạm phải một cái hành vi phạm tội, đó chính là ngỗ nghịch Đấu Thần Liên Minh tân người thống trị. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiêu Viêm trong mắt tức khắc xuất hiện một mặt sát cơ, tức khắc gian, Tiêu Viêm trong lòng hối hận, chính mình phía trước thế nhưng vô tri tàn sát nhiều như vậy nơi đây sinh linh. Mặc dù đều không phải là tất cả mọi người là đến từ Đấu Thần Liên Minh, nhưng cái gọi là hành vi phạm tội, chẳng qua là người thắng sở soạn ra lịch sử cần thiết muốn hành việc. Bởi vì bọn họ không có tự tin đi thay đổi những cái đó tín ngưỡng tôn thượng người, cho nên bọn họ vô pháp diệt sát, cũng chỉ có thể sử dụng lừa gạt phương thức, lục tục đưa bọn họ lừa nhập nơi đây, lấy này phân cách Đấu Thần Liên Minh thế lực. Xem ra Đấu Thần Liên Minh họ Kim chính là dùng không ít thủ đoạn mới nắm giữ Đấu Thần Liên Minh. Tiêu Viêm khớp hàm quan trọng, nay Đấu Thần Liên Minh còn có một đoạn hắn không hiểu được chiến loạn sử. Mà liền ở tôn thượng ngã xuống lúc sau, như thế quái vật khổng lồ ai có thể không mơ ước, mà này Kim thị nhất tộc đó là tu hú chiếm tổ. Lúc này, bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện từng trận sóng gợn, toàn bộ sao trời đều là vì này chấn động, giây lát, chỉ thấy kia đen nhánh sao trời, xuất hiện một đạo thật lớn sao trời cái khe. Ở kia sao trời cái khe, đó là nhìn đến từng chiếc thật lớn phi thuyền từ trong đó chậm rãi dùng ra, tức khắc gian, nơi này mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Duy độc Tiêu Viêm, khoanh tay mà đứng, chậm rãi ngẩng đầu, hướng tới kia từng chiếc phi thuyền nhìn lại, ánh mắt bình đạm, không có một tia hoảng loạn. Những người này đều là tứ tán rời đi, kia Lục Tinh Đấu Thần cũng là chuẩn bị bước ra rời đi, lúc này Tiêu Viêm đó là chậm rãi mở miệng, ngươi chờ một chút, ta yêu cầu xác nhận một ít việc. Lục Tinh Đấu Thần hoảng sợ nhìn liếc mắt một cái từng chiếc thật lớn phi thuyền, nay thượng chính phóng xuất ra một cổ cường đại kinh sợ nhân tâm phách uy áp. Tiêu Viêm lại là nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, yên tâm, nơi này có ta ở đây. Nói xong lúc sau, Lục Tinh Đấu Thần hồ nghi nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, hắn đương nhiên lựa chọn ai đều không tin, thả đây là thần phạt liên minh phi thuyền. Đối với bọn họ này đó lạn cá sú tung nhưng không có gì hứng thú, không ngoài sở liệu, chính là hướng về phía Tiêu Viêm tới. Cho nên này Lục Tinh Đấu Thần lập tức đó là muốn chuẩn bị chụp mông chạy lấy người, hắn ai đều không tin, huống chi hắn thậm chí vô pháp cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực. Này làm hắn trong lòng càng thêm không có phổ, thả không biết Tiêu Viêm muốn lưu hắn làm chi, hiện tại chuồn mất mới là thượng sách. Ngươi muốn chạy sao? Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Tiêu Viêm nhìn tên này Lục Tinh Đấu Thần, đó là lạnh giọng nói, một bên Lôi Cơ như cũ không có nửa câu ngôn ngữ, bởi vì giờ phút này nàng vẫn là không có nhận được. Bên cạnh này nói cường đại như vậy thân ảnh, chính là Tiêu Viêm, đương nhiên, chẳng qua là phân thân đều không phải là bản tôn, nhận không ra cũng rất là bình thường. Kia Lục Tinh Đấu Thần vừa muốn động thân thể bỗng nhiên tại đây một khắc cứng lại rồi, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng là ở nhìn đến Tiêu Viêm kia một đôi giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, tựa hồ giờ khắc này hắn minh bạch, chỉ cần thật sự dám trốn, định là muốn bị chết tại đây. Giờ phút này chỉ có thể đánh cuộc, hoặc là hắn là thần phạt liên minh người, hoặc là chính là hắn có thể chiến thắng thần phạt liên minh, người trước tốt nhất, người sau nguy. Mấy trăm con phi thuyền chậm rãi xử tới, Tiêu Viêm thân hình như cũ thẳng tắp mà đứng, không có chút nào muốn chạy trốn ly dấu hiệu, đối mặt mấy trăm con phi thuyền cũng là vui mừng không sợ. Lôi Cơ, ngươi sợ sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, hắn không có hướng Lôi Cơ nói thẳng minh thân phận, kỳ thật cũng không phải cố ý giấu giếm. Chẳng qua Tiêu Viêm cảm thấy linh tù loại này tất cung tất kính thái độ lại là hảo chơi. Lôi Cơ nghe được kêu gọi tên nàng cũng là lập tức phản ứng lại đây, hơi hơi khom người, ôn nhu nói, tiền bối nhận được ta. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ, khuôn mặt hơi hơi tới gần, sau đó Lôi Cơ đó là duyên dáng gọi to một tiếng, một con hữu lực cánh tay trực tiếp ôm lấy nàng eo liễu. Như thế nào? Ngươi không nhận biết ta? Tiêu Viêm gần sát Lôi Cơ khuôn mặt, hai người cái mũi đối cái mũi, môi đối môi, bất quá nhị chỉ khoảng cách. Lôi Cơ trên người thanh hương phô mũi, Tiêu Viêm chóp mũi cũng là hơi hơi vừa động, lộ ra tươi cười. Lôi Cơ một tay đem Tiêu Viêm đẩy ra, nàng biết rõ như vậy khả năng sẽ làm tức giận hắn, nhưng nàng như cũ không có nhân Tiêu Viêm cường đại mà thần phục. Tiền bối cùng Lôi Cơ khác nhau như trời với đất, hơn nữa trong trí nhớ, đích xác cùng tiền bối chưa từng có giao thoa. Lôi Cơ tức khắc chắp tay nói, trong lòng tức khắc một trận suy tư, Lôi Cơ cho rằng hắn sở dĩ có thể trực tiếp kêu ra tên của hắn, có lẽ Tiêu Phong đã ngã xuống, mà ở ngã xuống phía trước, đó là bị người này lục soát hồn. Đúng không? Ngươi nhưng theo ta một đường, như thế nào liền không có giao thoa? Tiêu Viêm tiếp tục khiêu khích Lôi Cơ. Lôi Cơ nghe vậy càng thêm xác nhận nàng suy đoán. Tiền bối, ngươi nếu đoạt xá Tiếu Phong ký ức, thật cũng không cần như thế đối ta tiến hành nhục nhã, muốn giết cứ giết, Lôi Cơ ngại gì sống chết. Lôi Cơ tức khắc chính xác nghiêm túc nói. Tiêu Viêm nhìn thấy Lôi Cơ nghiêm túc, đó là tính toán không hề tiếp tục trêu chọc nàng. Ta là Tiếu Phong, khối này thân thể là ta ở thần ẩn nơi đoạt xá mà đến, thả không cần bại lộ ta thân phận, bên cạnh này cầu vòng thí đỉnh hảo ngoạn. Tiêu Viêm lập tức linh hồn truyền âm cấp Lôi Cơ, đối với Lôi Cơ một cái kính sử ánh mắt. Lôi Cơ ánh mắt lúc này mới chú ý tới một bên Linh Tù. Không ra Tiêu Viêm lời nói, Linh Tù một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền ở Tiêu Viêm phía sau, thỏa thỏa một cái tiểu tùy tùng, càng là có một loại một người dưới vạn người phía trên cảm giác. Ngươi thành công. Lôi Cơ cũng là truyền âm cấp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Chúng ta có thời gian ôn chuyện, bất quá đến trước gặp khách nhân. Mắt chó. Tiêu Viêm lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã đem hắn bao quanh vây quanh mấy trăm con phi thuyền. Linh Tù nghe được Tiêu Viêm kêu nó, lập tức đó là đi vào phía trước, tựa hồ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Pha trà. Linh Tù thân hình vừa động, đó là chuẩn bị biến ra mấy trăm trượng đại bản thể, phải hào hào cấp những người này thượng một khóa, nhưng Tiêu Viêm tiếp những lời này, thiếu chút nữa không hộc máu. Gì? Linh Tù một cái lảo đảo. Lôi Cơ cũng là che miệng cười, xem ra tới, Tiêu Viêm là ở cố ý trêu cợt Linh Tù. Như thế nào? Pha trà ngươi đều không biết, ta đây muốn ngươi gì dùng? Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, Linh Tù mắt to đầy mặt khổ sắc, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Viêm. Lão đại, không phải ta sẽ không, ở chỗ này pha tiệc trà sẽ không có chút lỗi thời. Linh Tù kia phó sắc mặt, lệnh đến một bên Lôi Cơ càng là cười trộm phát ra ngâm ngâm tiếng cười. Ngươi ở nghi ngờ ta? Tiêu Viêm thực nghiêm túc, Linh Tù thực buồn rầu. Không dám không dám, nguyên thần lão đại nói gì chính là gì, nhưng ta muốn trà không trà, muốn ấm trà không ấm trà, sao pha à lão đại? Nga, ta hiểu được lão đại, ý của ngươi là kêu ta chảo bọn họ một cái lại đây cấp ta pha trà. Linh Tù một bộ tự cho là thông minh bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là thuận nước đẩy thuyền. Ngộ tính không tồi, có tiền đồ. Tiêu Viêm hoãn thanh nói, Linh Tù tức khắc mắt to đó là tràn ngập chiến ý, trong thời gian ngắn, đó là hóa thành trăm trượng cự mắt. Từ xa nhìn lại, một viên màu lam cầu, cầu thượng có một con thật lớn đôi mắt, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Khóa thần đại trận, mấy trăm con phi thuyền truyền đến một tiếng quát chói tai, đó là nhìn đến trong đó có 8 đạo thân ảnh dẫn đầu lược ra, yêu can su con tay hình biến ảo, chuẩn bị bày trận trực tiếp phong sát Tiêu Viêm. Cái gì tiểu nhi khoa, cấp cầu ra phá. Linh Tù lập tức đó là không tức nói xong, mắt to đó là một đạo thật lớn lam quang nổ bắn ra mà ra, nháy mắt liền đem này còn không có bố trí thành công đại trận phá rớt. Nhìn đến cái này lam quang, Lôi Cơ đó là hoàn toàn đánh mất nội tâm ngờ vực, bởi vì phía trước nàng nhìn đến quá như vậy lam quang, chẳng qua lúc ấy là từ Tiêu Viêm trong mắt lược ra. Nguyên lai lam quang là ngoạn ý nhi này làm ra tới, khó trách. Lôi Cơ nhìn Linh Tù, đối nó có chút ký ức, bởi vì Linh Tù chí tôn thượng cùng tà tôn khi đó đó là tồn tại. Nó dấu chân tự nhiên đó là tồn tại các nơi, chẳng qua Lôi Cơ đối nó nhưng không có gì ấn tượng tốt. Ngoạn ý nhi này ta nhớ rõ là cái rình coi cuồng. Lôi Cơ hoãn thanh nói, thanh âm không lớn, nhưng Linh Tù tựa hồ lại là nghe thấy được, tức khắc thân hình một trận. Tiểu thư, ngươi nhận sai, ta có một cái song bảo thai đệ đệ. Linh Tù còn không quên giải thích. Ta xuyên cái gì nhan sắc? Lôi Cơ hỏi. Không phải, ta thực sự có một cái song bảo thai đệ đệ. Linh Tù theo bản năng trả lời. Tiêu Viêm ở một bên thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Lôi Cơ trắng liếc mắt một cái Linh Tù, kéo ra cổ áo. Tiêu Viêm chừng lớn đôi mắt. Đến, cái này giải thích không rõ, tai họa để lại ngàn năm. Lúc này, mấy trăm con phi thuyền truyền đến nổ vang tiếng động, phong thiền đại trận bị phá, kia mấy trăm con phi thuyền thượng đó là có vô số cầu vòng bạo lực mà ra, trận pháp không thành, vậy trực tiếp sát. Xem ra không đến nói, đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tiêu Viêm lẩm bẩm, hay là thay đổi cái thân phận cũng có thể nhận ra. Lôi Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Linh Tù, nói, bọn họ nhưng thật ra nhận không ra ngươi, nhưng lại nhận được nó. Các ngươi đã bị vây quanh, thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng còn có một con đường sống. Đám người bên trong, chỉ có 8 đạo thân ảnh nhất cuồng ngạo, trong đó một người đó là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, thở dài một hơi, chậm rãi nói, thật là buồn rầu a, có thể hay không cấp một cái giết ta lý do, ít nhất có thể làm ta chết được nhắm mắt. Lý do? Ngươi chờ xé trời cấp phong thần trận, bực này tội lớn liền đủ để chết ngàn lần. Thanh âm lần thứ hai truyền ra, bốn phía gần 2 vạn hơn người, hùng hổ, dáng dấp như vậy dường như muốn đem Tiêu Viêm cấp sinh sôi nhai toái. Thì ra là thế. Tiêu Viêm một bộ đương nhiên gật gật đầu, sau đó giơ tay, ngón tay đó là chỉ hướng về phía Linh Tù. Linh Tù một con mắt to lại là nghi hoặc. Oan có đầu nợ có chủ, đại trận là nó phá, các ngươi muốn tìm chính là nó, muốn giết cũng là nó, cùng ta không quan hệ, cáo tử. Tiêu Viêm lập tức chắp tay ôm quyền, làm bộ liền muốn ly khai. Nguyên thần lão đại, không có như vậy hố người đi. Linh Tù thiếu chút nữa không khóc, liền kém không có nước mắt. Các ngươi ba cái, hôm nay hoặc là an an phận phận tùy chúng ta đi, hoặc là đó là chết ở chỗ này. Tám đạo thân ảnh, Hôi Dậy Thì ảnh đó là đầy mặt tức giận, rất thanh quát. Đại trận là nó làm cho, oan có đầu nợ có chủ, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ buông tay. Các ngươi một đám, đều thoát không được can hệ. Hôi Dậy Thì ảnh lần thứ hai nổi giận nói. Kia đã có thể không dễ làm, mắt chó còn chờ cái gì. Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía Linh Tù, bị Tiêu Viêm bán đứng bỏ ra bán đi. Linh Tù đúng là bất đắc dĩ, muốn phản kháng, nhưng rồi lại không có can đảm lượng. Nguyên Thần lão đại, cái này địa phương quỷ quái quá cằn cỗi, không có bổ sung a, bọn họ nhân số đông đảo, thật sự là đánh không lại. Linh Tù mắt to tràn đầy chua xót. Biết liền hảo, còn không mau mau đầu hàng, miễn cho chết thảm tại đây. Hôi Dậy Thì ảnh cười lạnh, bởi vì hắn điều tra Tiêu Viêm thời điểm, không có phát hiện nửa điểm nguyên khí không nói, hơi thở cũng hoàn toàn không tính cường đại. Ngươi chờ bất quá thần phạt nơi tội nhân, dám nhiều phiên đụng vào Thiên Cực Phong thần trận, dẫn phát như thế động tĩnh, vì thế ta chờ 8 vị thượng thần xuất động, nhất định phải đem ngươi diệt sát cùng này. Hôi Dậy Thì ảnh lời nói nghe tới nhưng thật ra không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hôi Dậy Thì ảnh, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, biểu tình một lần nữa trở nên lạnh nhạt như băng. 8 vị thượng thần, nhưng thật ra thật lớn trận trượng, cũng không biết các ngươi là muốn một mình đấu vẫn là quần ẩu. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, ngữ khí tuy bình đạm, nhưng lại nghe không ra nửa điểm sợ hãi. Vắng Lặng, tiểu tâm một ít, người này là từ thần ẩn nơi đi ra, định là không tầm thường. Lúc này, Hôi Dậy Thì ảnh một bên người đó là truyền âm cảnh giác nói. Vắng Lặng thượng thần không cho là đúng, như cũ lạnh nhạt, rốt cuộc ở thần phạt nơi, cằn cỗi tài nguyên, có thực lực giả không ở số ít. Nhưng không có nguyên khí, liền bản thân thực lực 1/3 đều là khó có thể phát huy, bởi vậy Vắng Lặng nhưng không cho rằng có ai có thể lay động đấu thần liên minh, huống chi, hiện giờ bọn họ 8 vị thượng thần đều là ở đây, hơn nữa 2 vạn sứ giả, trận chiến đấu này chú định không có trì hoãn. Vắng Lặng thân hình vừa động, đó là đạp bộ mà ra, ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tiêu Viêm, cười lạnh nói, thỏa mãn ngươi đó là, ta và ngươi đơn độc một trận chiến. Nói xong, Vắng Lặng đó là đối với Tiêu Viêm giơ lên tay, làm ra khiêu khích Tiêu Viêm động tác. Hiểu lầm, Tiêu Viêm tức khắc cười cười. Vắng Lặng lập tức ánh mắt híp lại, lạnh lẽo nói, nếu là không dám, gì muốn khẩu xuất cùng ngôn. Lôi Cơ cùng Linh Tù không biết Tiêu Viêm muốn chơi cái gì đa dạng, đều là tò mò đánh giá Tiêu Viêm, mà tên kia lục tinh đấu thần còn lại là không dám nhúc nhích mảy may. Rõ ràng chỉ là tới đuổi giết Tiêu Phong, không nghĩ tới thế nhưng bị cuốn vào như vậy sự kiện bên trong. Nhưng Tiêu Viêm kế tiếp một câu, thiếu chút nữa không làm ba người hộc máu. Ta ý tứ là, ta một mình đấu các ngươi toàn bộ, vẫn là ta quần ẩu các ngươi toàn bộ. Tiêu Viêm khóe miệng giơ lên, kia bộ dáng miễn bàn nhiều thiếu tấu. Lôi Cơ bất đắc dĩ một phách mỹ ngạch, lục tinh đấu thần cũng là một cái lảo đảo, nguyên lai nơi này nhất cùng vẫn là hắn. Tức khắc gian, lục tinh đấu thần càng thêm tò mò, trước mắt người này đến tột cùng là cái gì thực lực, dám như thế cuồng vọng. Lão đại, ngươi mới là ta thần tượng, thật sự quá xấu rồi, ta rất thích. Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Linh Tù, nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi cầu vồng thí. Thật là cuồng vọng đồ đệ, không biết ngươi nơi nào tới gan. Vắng Lặng thượng thần lời nói còn không có rơi xuống, bỗng nhiên một đạo thân ảnh lóe lực ở hắn trước mặt. Không chờ hắn phản ứng, một cái bao cát giống nhau đại nắm tay đó là trực tiếp oanh ở hắn mặt thượng. Trầm trọng trầm đục, một đạo đánh vỡ nơi này trầm tĩnh thanh âm, chỉ thấy Vắng Lặng ngũ quan đều là bị đánh xúc đi vào giống nhau, đầy mặt là huyết. Thân ảnh tự nhiên đúng là Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm trên mặt còn treo tươi cười, giơ lên nắm tay, hơi hơi mỉm cười, bình thường quyền. Vắng Lặng thân hình tức khắc bạo lui, trong ánh mắt đều là hoảng sợ, tốc độ chỉ là thứ nhất, kia một cái chớp mắt hắn kỳ thật phản ứng lại đây, nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Còn lại 7 vị thượng thần đều là mắt lộ ra kinh hãi, liền ở vừa mới kia một cái chớp mắt, bọn họ đều cảm nhận được. Kia một cổ lệnh người kinh hãi hơi thở, gần chỉ là một cái chớp mắt, đó là lần thứ hai biến mất, quay về bình phàm. Mà Vắng Lặng cảm giác càng vì khắc sâu, ở mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, gào thét lại đây không chỉ có là chỉ một quyền đầu. Ở hắn trong mắt, hắn nhìn đến chính là tử thần nắm tay, phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn vừa mới cũng đã ngã xuống. Vắng Lặng sau này liên tục lui ra phía sau, giờ phút này hắn không dám ở ngôn nửa câu, nhìn thấy Vắng Lặng thượng thần đều là như thế, còn lại 7 vị thượng thần các mắt lộ ra cảnh giác. Như thế nào? Nếu là không dám, gì muốn khẩu xuất của ngôn. Tiêu Viêm đó là đem Vắng Lặng lời nói còn nguyên trả lại cho hắn, bất quá không phải đối Vắng Lặng một người, mà là nhìn về phía nơi này 2 vạn người. Trận khải. Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai thanh, tức khắc gian, này phiến sao trời một cổ hung hãn lực lượng đó là thình lình buông xuống. Đây là thuộc về Thiên Cấp Phong thần trận lực lượng, ở vừa mới thời gian, những người này kỳ thật ở lặng lẽ bày trận, chờ đó là giờ phút này. Vô luận ngươi cỡ nào cường đại, ở Thiên Cấp Phong thần trận hạ, bất hủ cũng muốn sợ hãi 3 phần. 7 vị thượng thần đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, tựa hồ phi thường tín nhiệm Thiên Cấp Phong thần trận uy lực. Tức khắc gian, vô số kim sắc thiết khóa từ bốn phía hướng tới Tiêu Viêm đánh úp lại, đương nhiên cũng bao gồm Linh Tù, Lôi Cơ cùng với tên kia lục tinh đấu thần. Cùng lúc đó, không trung chỉ là tức khắc huyền lập ra một thanh kim sắc trăm trượng cự kiếm. Tiêu Viêm không có né tránh, kim sắc thiết khóa đem hắn thân hình bao vây, sinh sôi khóa trụ, Linh Tù, Lôi Cơ cũng là như thế. Thật là giảo hoạt, ta đại ý, không có lóe. Tiêu Viêm như cũ là không nhanh không chậm miệng lưỡi. Chịu chết đi. Bảy vị thượng thần, trừ bỏ Vắng Lặng không có mở miệng, bọn họ ánh mắt kiên nghị chưa từng sợ hãi, Vắng Lặng còn lại là vào lúc này thân hình bất chi bất giác sau này lùi lại. Không đúng, người này phi thường không thích hợp. Vắng Lặng tâm thần chấn động, ánh mắt càng là vào lúc này dùng mình run rẩy, ánh mắt lý chính là ảnh ngược bị phong ấn vây khốn thả trên mặt đạm nhiên như cũ Tiêu Viêm. Hắn nội tâm hoảng sợ, có một thanh âm nói cho hắn, nếu không trốn, hôm nay hẳn phải chết ở chỗ này. Đến nỗi những người khác nhưng không có như vậy cảnh giác, ít nhất bọn họ cũng không có sợ hãi đến Vắng Lặng như vậy bộ dáng, đối với thiên cấp phong thần trận vẫn là tràn ngập tin tưởng. Rốt cuộc ở thời gian sông dài, cho dù có phong ấn trọng phạm may mắn chạy ra, không có một người có thể tại đây trận dưới bình yên vô sự. Vắng Lặng sau này bạo lui, lúc này mọi người tâm thần toàn bộ đều đặt ở Tiêu Viêm trên người, nhìn Tiêu Viêm một chúng bị kim sắc thiết khóa chặt chẽ bó chết. Mọi người đều là không có hoảng loạn chi sắc, bọn họ cho rằng chỉ cần này trăm trượng đại kiếm đánh xuống, mặc dù may mắn tồn tại, cũng định là trọng thương chi cục, căn bản không đáng sợ hãi. Kim sắc trăm trượng đại kiếm lôi cuốn hung hãn vô cùng uy áp huyền lập sao trời phía trên, Lôi Cơ cùng Linh Tù nhưng thật ra không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Kia lục tinh đấu thần lại tựa hồ biết rõ này đại trận uy lực, lấy thực lực của hắn, định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy chỉ có hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, rốt cuộc không có người đối mặt tử vong thời điểm sẽ là thản nhiên, trừ phi là những cái đó không chết được lão quái, cố tình muốn chết. Kim sắc trăm trượng đại kiếm truyền đến tiếng vang, tiếp theo nháy mắt, đó là chút xuống mà xuống, thật lớn kiếm phong nhắm ngay Tiêu Viêm. Này một kích trung tâm là Tiêu Viêm, Lôi Cơ, Linh Tù tuy rằng ở bên cạnh, nhưng vẫn như cũ sẽ chịu thương tổn. Người này trên người không hề nguyên khí dao động, công kích Vắng Lặng tuy rằng quỷ dị, nhưng này đại trận lại tựa hồ có thể đem hắn hoàn toàn trấn áp. Hiện giờ cũng không thấy hắn có tránh thoát hết sức, bắt lấy người này hẳn là không là vấn đề. Trừ bỏ rời đi Vắng Lặng, còn lại bảy vị thượng thần thân hình như cũ thẳng tắp đứng lặng, chút nào không vội. Đối mặt kim sắc đại kiếm, cả người đều là kim sắc thiết khóa, Tiêu Viêm không nhanh không chậm, mắt thấy đại kiếm đánh đến nơi. Lúc này Tiêu Viêm thân hình hơi hơi vừa động, chỉ thấy một khắc trước còn ở kim sắc thiết khóa Tiêu Viêm, thân ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo nháy mắt đó là xuất hiện ở kim sắc cự kiếm trước mặt, dáng người nhảy lên, lại là nâng lên nắm tay. Không có nửa điểm nguyên khí nắm tay, phảng phất chính là bình phàm đến cực điểm lực lượng cơ thể. Bình thường quyền, Tiêu Viêm bình đạm mở miệng, ở vô số từ chấn định hóa thành kinh hãi ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn như bình đạm không có gì lạ một quyền đột nhiên oanh ra. Chính oanh ở này kim sắc đại kiếm phía trên, trăm trượng cự kiếm đột nhiên phát ra ca ca hai tiếng, vết dạn tức khắc đó là lấy Tiêu Viêm nắm tay vì trung tâm nhanh chóng lan tràn mở ra. Toàn bộ trăm trượng kim sắc cự kiếm đó là ở mọi người trong ánh mắt băng mở tung tới, đại kiếm toái, trận này cũng coi như là trực tiếp bị đánh bại. Này nhìn như cực kỳ dễ dàng một kích, chỉ có bảy vị thượng thần minh bạch, này đến có bao nhiêu không thể tưởng tượng lực lượng mới có thể làm được. Muốn biết được, trận này đủ rồi treo cổ một người có được 4000 vạn nguyên khí nội tình thất tinh đấu thần, như thế khủng bố đại trận. Thả bị trước mắt này đạo thân ảnh dễ dàng tránh thoát không nói, thả đại trận mắt trận, cũng chính là chuôi này kim sắc cự kiếm nháy mắt bị đánh bại. Này, bảy vị thượng thần đều là tại đây một cái chớp mắt á khẩu không trả lời được, phá rớt trận pháp sau. Lôi Cơ, Linh Tù cùng với tên kia lục tinh đấu thần trên người thiết khóa cũng là băng tán mà đi, bọn họ đều là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tiêu Viêm thân hình lóe lực gian, đó là xuất hiện ở bảy vị thượng thần bên người, liền xuất hiện ở bọn họ trung gian. Mặt mang mỉm cười, tựa hồ này không thể tưởng tượng một màn đối với hắn tới nói, đơn giản giống như bóp nát một viên trứng gà. Chư vị, nếu không hảo hảo nói chuyện, đánh giết có thương tích hỏa khí. Tiêu Viêm vươn tay cánh tay, trực tiếp ngăn lại trong đó hai gã thượng thần bả vai, một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Lệnh đến kia nơi xa lục tinh đấu thần thiếu chút nữa không đem đôi mắt hạt châu trừng ra tới. Bị Tiêu Viêm ngăn lại hai người, đều là không dám nhúc nhích, bởi vì bọn họ tại đây một khắc đều cảm nhận được một cổ uy hiếp, có thể nháy mắt cướp đi bọn họ sinh mệnh uy hiếp. Vị này thượng thần, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh võng khai một mặt, đều là sinh tồn tại đây, toàn phi tự nguyện mà làm. Tiêu Viêm bên trái người, tức khắc lộ ra khổ sắc, liền ở thượng một giây lạnh nhạt cùng ngạo nghễ, tại đây một cái chớp mắt lại yếu đuối như chuột. Nay liền đúng rồi, chuyện gì cũng từ từ, giết các ngươi nhưng thật ra dễ dàng, nhưng đến cái này trình tự, giết chóc giải quyết không được bản chất vấn đề, cho nên không bằng ngồi xuống, uống một chén trà tới thư thái. Tiêu Viêm nhu hòa cười, nay cười ở mọi người xem ra, đó chính là tử thần mỉm cười. Tiêu Viêm trừ bỏ cấp Vắng Lặng một quyền ở ngoài, cũng chỉ là thương cập hắn mà thôi, cũng không có lấy này tánh mạng, này đều không phải là Tiêu Viêm giả heo ăn thịt hổ, mà là Tiêu Viêm từ này lục tinh đấu thần trong miệng được đến phi thường mấu chốt tin tức, phía trước hắn đã làm cũng đủ huyết tinh sát phạt. Hiện giờ đạt được nguyên thần phân thân sau, loại này lực lượng cường đại hoàn toàn có thể chống đỡ Tiêu Viêm muốn làm gì thì làm. Muốn tiêu diệt sát này 2 vạn danh sứ giả đều hoàn toàn không nói chơi, nhưng Tiêu Viêm không muốn, bởi vì làm như thế, kia chỉ là vì sát phạt mà sát phạt. Nhưng Tiêu Viêm chân chính tưởng chính là làm rõ ràng nơi đây, cũng tưởng làm rõ ràng đến tột cùng là người phương nào đưa hắn đến tận đây, nề hà này nguyên thần phân thân tạm thời vô pháp rời đi nơi đây. Cho nên nếu là thật là như này lục tinh đấu thần lời nói, nơi này có rất nhiều đã từng đấu thần liên minh đại tướng bị vu hãm giam giữ đến tận đây. Nếu thật là như thế, Tiêu Viêm đó là có một cái tân ý tưởng, đem này đó lực lượng một lần nữa tập kết, mặc dù nguyên thần phân thân không thể rời đi, này chi lực lượng cũng đủ rồi quấy phong vân. Cho nên Tiêu Viêm cũng yêu cầu làm rõ ràng thần phạt liên minh là chuyện gì xảy ra, ít nhất hiện giờ xem ra. Này thần phạt liên minh hơn phân nửa có thể là đấu thần liên minh tạm giam thần phạt nơi một cây thương.com. 7 vị thượng thần không có vô nghĩa, lập tức sai người chuyển đến cái bàn ghế, đều là thập phần tinh mỹ, đó là thật sự tại đây cấp Tiêu Viêm pha thượng trà. Tiêu Viêm lập tức đó là đối với Lôi Cơ đám người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ cũng lại đây. Linh Tù mắt to tràn ngập kinh ngạc, nhìn một màn này, biểu tình miễn bàn có bao nhiêu cổ quái, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng, "Nguyên thần lão đại đây là thủ đoạn gì? Hóa thủ thành bạn." Lôi Cơ còn lại là bình đạm nói, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ sẽ không xuẩn đến lựa chọn tử vong. Bởi vì bọn họ cảm nhận được không có bất luận cái gì một tia phần thắng lực lượng, hiện giờ chỉ có thỏa hiệp. Lục tinh đấu thần đầy mặt hoảng sợ, hồi tưởng khởi phía trước Tiêu Viêm đối hắn nói kia một câu. Hiện giờ xem ra không chỉ có không có nửa điểm khoác lác thành phần, thậm chí hiện tại xem ra vẫn là một chút điệu thấp lý do thoái thác. "Mắt chó, ngươi thu nhỏ một ít, cay đôi mắt." Tiêu Viêm nhìn trăm trượng đại linh tù đó là quát lên, vừa mới nói xong, vèo một tiếng, linh tù đó là hóa thành lớn bằng bàn tay, nháy mắt đó là cảm thấy dị thường đáng yêu. Linh tù lung lay chuẩn bị bò ở Lôi Cơ vai ngọc thượng, vừa mới rơi xuống, đó là truyền đến hét thảm một tiếng, Lôi Cơ trực tiếp một lóng tay chọc vào linh tù mắt to bên trong. "Ngươi làm gì?" "Đương nhiên là chọc hạt ngươi này chỉ biết rình coi mắt chó." Lôi Cơ không tức giận nói. Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, tựa hồ nghe đến Lôi Cơ lời nói tức khắc minh bạch tên này ý đồ đến. "Ta đều nói ta có một cái song bảo thai đệ đệ." "Quỷ tài tin." "Kia cũng không đến mức chọc đôi mắt đi, nếu là chọc mù ta cần phải ở ngươi trên vai bò cả đời, hắc hắc." "Còn đừng nói, góc độ không giống nhau, này phong cảnh cũng là có điều bất đồng." "Còn tới." Tiêu Viêm thoải mái cười to, lại không biết bên cạnh 7 người đứng lặng ở một bên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng hoảng đến không được. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 279 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn